Rất vui gặp lại các bạn khán giả thân yêu của Bí quyết thành công trong khung giờ lên sóng quen thuộc, đó là 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Các bạn thân mến, kinh tế luôn phát triển hàng ngày, để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua kinh doanh đầy căng thẳng như hiện nay, bạn phải nắm bắt được các ý tưởng kinh doanh mới lạ, hợp thời đại. Đây là bước quan trọng đầu tiên khi bạn bắt đầu kinh doanh. Một ý tưởng kinh doanh tốt sẽ giúp bạn có được một nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp, để có thể trở thành người dẫn đầu trong ngành năng kinh doanh. Bạn cần có được ý tưởng kinh doanh độc đáo so với thị trường. Thị trường hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều ngành kinh doanh với sự cạnh tranh khốc liệt. Vậy những ý tưởng kinh doanh độc đáo, tiềm năng đang trở thành xu hướng trong năm mới là gì? Năm 2021 đang đến rồi, bạn đã biết nên kinh doanh gì hay chưa? Ngày hôm nay, Bí quyết thành công sẽ bật mí với các bạn 11 ngành kinh doanh độc đáo và giúp bạn hái ra tiền một cách nhanh chóng trong năm mới 2021. Chắc chắn sau khi xem hết video này, bạn sẽ có một định hướng rõ ràng hơn cho sự nghiệp trong năm tới của mình đấy. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá ngay bây giờ xem đó là những ngành nghề gì nhé. Một, thực tế ảo, xu hướng kinh doanh mới 2021 và tương lai. Thực tế ảo Virtual Reality VR là một trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực. Mô hình kinh doanh các dịch vụ thực tế ảo hiện tại đã và đang rất phát triển và chỉ tầm 3 đến 5 năm nữa bạn sẽ thấy ngành công nghiệp, game 3D, không gian ảo, TV ảo, giáo dục ảo sẽ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Ví dụ hiện nay có rất nhiều phòng xem phim thực tế ảo 9D. Khi người xem bước vào phòng, TV bật lên, họ sẽ được cảm nhận như mình đang đứng hay ngồi trong cảnh của từng thước phim. Nếu như bạn đã biết đến công nghệ 3D thì đó vẫn chỉ là một phần nhỏ trong sự phát triển mà thôi. Có rất nhiều công nghệ khác vượt bậc hơn thế và đang dần xuất hiện ở Việt Nam. Bạn có thể tìm hiểu và tiên phong trong mô hình kinh doanh lĩnh vực này. Đây sẽ là xu thế kinh doanh mới giúp bạn hốt vội tiền của khách hàng đấy. 2. Trí tuệ nhân tạo AI, xu hướng kinh doanh mới trên thế giới. Cách đây 10 năm, trí tuệ nhân tạo AI hầu như chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, thì ngày nay, công nghệ này đã trở nên gần gũi và phổ biến hơn rất nhiều. Đơn cử như AI được sử dụng trong các thiết bị di động thông minh, nhận diện khuôn mặt, trợ lý ảo, ghi nhớ thói quen, v.v. Ngày nay, AI được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực để cải thiện chất lượng đời sống. Chỉ cần chiếc quạt, một ấm nước tích hợp thêm một vài chức năng thông minh hơn, đồng thời có thể liên kết với điện thoại, robot, có khả năng thấu hiểu con người, thì những sản phẩm này trước khi được tung ra thị trường sẽ được rất nhiều khách hàng đặt trước. Và theo dự đoán, đến năm 2024, số vốn đầu tư cho thị trường có thể lên đến 111 tỷ đô la Mỹ. Những nghiên cứu trong ngành sẽ là tiền đề để tạo bước đột phá mạnh mẽ, mở một hiệu ứng lan truyền trên toàn thế giới trong phát triển, đầu tư và kinh doanh ngành công nghiệp trí tuệ thông minh. Các sản phẩm dịch vụ áp dụng trí tuệ nhân tạo thực sự đang chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Vì thế bạn nên tìm hiểu để kinh doanh các mặt hàng này, chắc chắn sẽ là một ý tưởng kinh doanh mới không nên bỏ qua. 3. Công nghệ kỹ thuật in 3D, xu thế kinh doanh mới hiệu quả. In ấn 3D, 3DP đang trở thành một xu hướng kinh doanh mới hiệu quả. Đó là cách làm giàu nhanh nhất có mức độ tăng trưởng chóng mặt. Để tạo ra một sản phẩm in 3D, nghệ nhân phải sử dụng kỹ thuật in theo từng tầng đến khi tạo nên thành phẩm. Kỹ thuật in 3D hiện nay thường được ứng dụng trong công nghệ làm giày và chế tác kim hoàn, vàng, bạc hay thiết kế công trình, kiến trúc, xe hơi, trong ngành y, giáo dục, hệ thống thông tin về địa lý, bản đồ, v.v. Công nghệ in 3D trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng hiện nay đang từng bước hoàn thiện. Cứ 2 đến 3 năm thì chúng ta lại thấy những kỹ thuật, sản phẩm và chất liệu in mới. Vì thế đây chắc chắn là ngành kinh doanh mới hiệu quả dành cho bạn. 4. Khoa học công nghệ không người lái, mô hình kinh doanh mới trên thế giới. Công nghệ không người kiểm soát hiện nay đang được ứng dụng trong máy bay, xe hơi không người lái. Trên thế giới, cụ thể là Mỹ, dự đoán thị trường tiêu thụ máy bay không người lái lên tới 115 tỷ đô la Mỹ năm 2024. Còn đối với xe hơi không người lái thì đến năm 2025, thị trường của lĩnh vực này có thể từ 2.000 tỷ đô la Mỹ đến 19.000 tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam thì công nghệ này chưa được nghiên cứu sâu, tuy nhiên những thiết bị máy móc tự động đã giúp chúng ta hình thành một nền tảng cơ bản về công nghệ không người này. 5. Người máy và những thiết bị tiện ích hỗ trợ con người, xu hướng kinh doanh mới sẽ trở thành trào lưu. Trước đây, người máy chỉ xuất hiện trong phim hoang tưởng, thần thánh, thì ngày nay, bằng sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, người máy đã sáng chế và được ứng dụng vào đời sống của chúng ta. Một thực tế chúng ta có thể thấy ở Việt Nam là người máy giúp việc. Những gia đình có nhu cầu thuê giúp việc sẽ không phải tìm kiếm ô xin người thật. Họ có thể mua và sở hữu một người máy biết làm những công việc nhà hay đơn giản như những thiết bị quét lau nhà thông minh. Nó có thể luôn giữ ngôi nhà của bạn được sạch sẽ. Từ đó, chúng ta có thể nhận thấy đây là một thị trường béo bở. Nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội kinh doanh mới như vậy, thì chắc chắn câu chuyện kinh doanh làm giàu chỉ là điều bình thường. Điều quan trọng là bạn cần có đủ tiềm lực kinh tế và sự kiên trì để đầu tư.
Trong tương lai không xa, ngành công nghiệp người máy sẽ được du nhập và phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Vì thế, bạn hãy tận dụng thời cơ đó và bắt đầu ngay từ bây giờ. 6. Năng lượng sạch mới, xu hướng kinh doanh lợi nhuận cao nhất hiện nay. Vấn đề về năng lượng luôn là câu hỏi nhức nhối của toàn nhân loại. Sản xuất và chế tạo được nguồn năng lượng mới có thể thay đổi vận mệnh của ngành kinh tế. Sử dụng năng lượng sạch có thể giúp giảm thiểu tiêu thụ lượng nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngành năng lượng sạch mới hiện nay cũng đang được nghiên cứu để phát triển tại Việt Nam. Có những dự án đang được triển khai, những người đầu tư cũng đang bắt đầu nhăm nhe chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, ngành công nghiệp chưa thực sự phát triển mạnh mẽ ở nước ta, bạn hoàn toàn có thể đầu tư và nghiên cứu. Sở hữu nguồn năng lượng sạch mới, chúng ta có thể kiếm tiền bằng cách bán cho người dùng. Đưa tất cả ngành công nghiệp sản xuất, lật sang một trang mới trong bài toán giảm thiểu vốn đầu tư. Một số loại năng lượng sạch mà chúng ta thường thấy hiện nay, pin năng lượng mặt trời, điện gió, v.v. Đời sống ngày một nâng cao, công nghệ ngày một hiện đại. Để thành công, ngoài sự kiên trì và bản lĩnh, thì chúng ta còn phải có những ý tưởng mới lạ, độc đáo, thậm chí là những ý tưởng điên rồ. Kinh doanh giúp mọi người giàu lên nhanh chóng, nhưng cũng có thể khiến chúng ta mất trắng. Bởi vậy, người kinh doanh cần có sự kiên định, sáng suốt với một tầm nhìn xa về sự phát triển mô hình kinh doanh của mình. 6 ý tưởng đầu tiên đã được bật mí với các bạn rồi, tuy nhiên, đó vẫn chưa đủ. Kỷ nguyên công nghệ số đã mở ra không ít những ngành nghề mới với những tiềm năng vô cùng lớn, tạo điều kiện để bất cứ ai cũng có thể trở nên giàu có. Bạn có muốn là người đón đầu xu hướng nghề nghiệp mới hay không? Giàu có và thành công đang ở rất gần, bạn có sẵn sàng nắm bắt lấy cơ hội hay không? Vậy thì hãy tiếp tục theo dõi ngay sau đây nhé! 7. Vật liệu mới là nền tảng của một nền sản xuất mới, kinh tế mới. Các vật liệu làm vỏ máy bay, tên lửa, vật liệu làm đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân, v.v. đều không sử dụng các vật liệu thông thường mà phải sử dụng những vật liệu cao cấp. Các vật liệu này mang lại hiệu quả hoạt động tốt, bền và lâu dài theo năm tháng. Cùng với sự phát triển trong nghiên cứu chất liệu mới, thì ngành hóa học công nghệ nano trong 10 năm tới sẽ phát triển và mở rộng không ngừng. Vì thế, đây là một xu hướng kinh doanh mới mà bạn đáng để đầu tư. 8. Thuốc sinh học, ý tưởng sản xuất và kinh doanh mới 2021. Môi trường ô nhiễm khiến con người ngày càng mắc nhiều chủng bệnh mới và những bệnh nan y khó chữa. Vì thế, ngành công nghệ và khoa học sinh học, nghiên cứu luôn phát triển để tìm ra các loại vaccine, máu hoặc các thành phần máu, v.v. và bào chế thuốc sinh học. Thuốc được bào chế có nguồn gốc sinh học mang lại nhiều công dụng và an toàn trong sử dụng do không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thuốc sinh học có giá trị cao trong kinh doanh và chắc chắn sẽ là loại thuốc mà con người sử dụng nhiều thay cho các thuốc hóa dược trong tương lai. Chính vì vậy, đây là xu hướng kinh doanh mới mà bạn nên tìm hiểu và đầu tư. 9. Máy và thiết bị điều trị y học, sản phẩm kinh doanh mới siêu lợi nhuận. Nhu cầu khám chữa bệnh ngày tăng cao, tuy nhiên những trang thiết bị y tế ở Việt Nam lại chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh. Các cơ sở y tế có quá ít trang thiết bị công nghệ hiện đại, vì vậy chi phí mỗi lần khám chữa bệnh đều rất cao. Nếu có nhiều người kinh doanh máy móc, y tế hiện đại, giá dịch vụ y tế chắc chắn sẽ giảm. Thực tế đó đã gợi mở cho những nhà đầu tư như chúng ta rằng thị trường vẫn còn mở. Lên ý tưởng kinh doanh và nhập những thiết bị y tế hiện đại là những việc mà chúng ta nên bắt đầu ngay từ bây giờ để có một vị trí đứng trong thị trường 10 năm tới. 10. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người cao tuổi, xu hướng kinh doanh mới ít vốn, siêu lợi nhuận. Chăm sóc người cao tuổi không phải là một công việc dễ dàng. Để mang tới cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo, bạn phải đảm bảo được yếu tố về chế độ dinh dưỡng, tâm lý và sức khỏe tốt nhất cho họ. Nhân viên làm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phải có kiến thức chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Các dịch vụ quan tâm và chăm sóc người già được rất nhiều chính sách và sự khích lệ của nhà nước. Đó chính là bằng chứng xác thực nhất, đây chính là cơ hội. Nếu bạn có đủ kiến thức chuyên ngành như đảm bảo về chế độ dinh dưỡng, rèn luyện, vật lý trị liệu hay các loại thuốc dành cho người già, thì đây chính là ý tưởng kinh doanh rất phù hợp với bạn. Khi chưa có vốn, bạn có thể hoạt động ở một khu vực nhất định và đồng thời cũng cần trang bị một số các thiết bị y tế cần thiết. Khi đã làm chuyên nghiệp và có đầy đủ kiến thức chuyên môn, bạn có thể mở rộng và mở trung tâm dịch vụ chăm sóc người già cho riêng mình. 11. Kinh doanh các dịch vụ giải trí cổ điển, xu thế kinh doanh mới giữa thời hiện đại. Có thể nói Việt Nam là nước còn giữ lại được những nét đẹp văn hóa, những nét ban sơ nhất trong quá trình phát triển hiện đại hóa. Do vậy, những năm trở lại đây, có rất nhiều các chính sách khuyến khích và thu hút nhà đầu tư kinh doanh các dịch vụ giải trí cổ điển. Những nét đẹp văn hóa tinh thần như dân ca quan họ Bắc Ninh, hát sẩm, hát chèo, múa rối, v.v. Giải trí là những dịch vụ mang lại giá trị tinh thần cho con người. Dù tất cả các ngành nghề khác có bị giảm sức thu hút đầu tư, thì giải trí vẫn luôn giữ vị trí tiên phong. Nghe nhạc giúp bạn thư giãn, chơi game giúp bạn năng động hơn, game show truyền hình, phim ảnh giúp bạn rút ra nhiều bài học cuộc sống.
và những dịch vụ giải trí cổ điển giúp chúng ta tìm hiểu được lịch sử và giữ được nét đẹp văn hóa dân tộc. Trên đây là 11 xu hướng kinh doanh mới bạn có thể nắm bắt và thực hiện ngay từ bây giờ. Kinh doanh mỗi năm mỗi khó, điều này đòi hỏi bạn khi bắt đầu buôn bán, bạn cần sáng suốt, chuẩn bị đầy đủ kiến thức cần thiết và có tầm nhìn xa về kế hoạch kinh doanh lâu dài của mình. Hãy cân nhắc và lựa chọn khôn ngoan để có thể chọn ra con đường làm giàu nhanh chóng các bạn nhé. Và theo bạn, ngoài những ý tưởng mà bí quyết thành công gợi ý ở phía trên, có còn loại hình kinh doanh nào sẽ trở thành trào lưu trong năm mới hay không? Hãy chia sẻ với bí quyết thành công và tất cả mọi người bên dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của bí quyết thành công.